thử review miếng cọ nồi thần thánh đi xem có thần thánh thật không. Để xem thần thánh có hình dáng ra sao nào. À, đây là miếng bọt biển mọi người ạ. Mà bên ngoài ý, nó được phủ một cái lớp như là giấy nhám vậy đó mọi người. Ai à, ra tay phết đấy. Ok nhá, cùng đi dùng nó xem thế nào nhá. Nhìn mấy cái nồi nhà tôm này, dùng lâu rồi nên đế của nó cứ vàng khè đen xì vào ý, tinh chưa. Mình cho lên nồi ít nước rửa chén thông thường, rồi sau đó là kỳ cọ nha. Ui ui ui, gì đây, cọ đến đâu là sáng bóng luôn này. Không tin là nó lại hiệu quả như vậy. So với mấy cái miếng mùi nhùi hay dùng ý, thì nó hiệu quả hơn nhiều. Có điều ý, là cái lớp nhám khá sắc nên anh em là có găng tay thì đi vào nha, không là xước hết ra tay đấy. Cái phần mút ở bên trong thì hút bọt và giữ được bọt rất là lâu, nên chỉ cần tốn một chút nước rửa chén đĩa thôi. Có mấy cái chỗ ngóc ngách sâu thì miếng mút này không chạm tới được. Nói là thần thánh thì hơi quá, nhưng mà công nhận nó là nhỏ nhưng mà có bõ đấy. Một lại. Đố mọi người biết tôm đang làm món gì đây? Thôi chả giấu gì anh em là hôm nay tôm làm viên chiên. Mới đầu thì định làm cá viên, nhưng mà đồ nó lích kích quá, cho nên thôi làm thịt heo viên chiên cho nó lành. Làm thịt viên thì anh em ngại nhất công đoạn nào nhở? Còn tôm ấy thì ngại nhất công đoạn nặn viên. Bởi vì nặn viên thì không dùng găng tay được, mà dùng tay không thì nó cứ óng ánh lóng lánh mỡ lên ấy. Đó cũng chính là lý do tôm order về cái thìa làm thịt viên này. Chất liệu thì bằng inox, dài khoảng 24 cm. Mà nhìn cái lỗ nó to đùng thế này thì xiên thịt nặn ra nó phải to uy tín phải biết. Trong tưởng tượng là mình chỉ cần dí cái phần lỗ ở thìa này xuống thì thịt sẽ tự động chui ra và cuộn thành viên nhỏ. Thì ấy ta chỉ cần múc lên và cho vào chảo dầu là được. Nhưng mà tình hình là tôm đang không thể làm như vậy được mọi người ạ. Bởi vì cái thịt này nó vẫn còn hơi vân mỡ ấy, cho nên ý là không thể dùng trơn tru được. Nói chung ý là muốn dùng cái thìa này thì anh em phải xay thịt thật là nhuyễn. Cơ mà tính ra nếu ai chịu khó thì nặn bằng tay còn đẹp và nhanh hơn nhiều. Kết cục là cái đĩa thịt viên của mình nó be bét mọi người ạ. Nhưng mà được cái là ăn ngon cho nên cũng đỡ đau lòng. Ở đây, chắc hẳn nhà ai cũng đã từng bị gặp tình trạng đũa bị ẩm mốc và có mùi khó chịu rồi đúng không? Tôm đã thử đặt về đây một chiếc máy khử khuẩn đũa thìa để dùng xem sao. Nó có kích thước dài 30 cm, rộng 21 cm và bề ngang chỉ 8 cm mà thôi. Phụ kiện đi kèm là hai cái móc treo, một miếng dính tường, hộp thiết kế có 3 ngăn, sạc pin rời và ở trên cùng thì là chỗ chiếu đèn và tia UV khử khuẩn. Chiếc băng dán tường này là loại rất chắc chắn, phải gọi là siêu dính luôn ý. Nên chúng ta nên tìm vị trí thuận tiện để gắn nhá, bởi vì khi dán lên rồi là không gỡ ra được đâu. Bây giờ thì ta rửa sạch đũa thìa và cho vào các ô bên trong. Tuy nhiên nó còn hạn chế bởi vì kích thước của nó khá nhỏ, nên những cái loại đũa thìa có kích thước lớn một xíu thì không thể vừa được. Khi ta ấn chọn nút màu xanh thì đó là chế độ sấy nhá. Còn bật lên hiện đèn đỏ là chúng ta cả sấy và khử khuẩn luôn. Ta sẽ bật máy trong vòng 15 phút thôi nha. Sau 15 phút thì ta ngắt nguồn điện, rút cái ngăn phía dưới cùng ra, đó là chỗ đựng nước chảy xuống, rút ra và đổ đi rất tiện lợi. Đũa và thìa thì cơ bản đã khô và như tôm ngửi thấy thì nó cũng không còn mùi khó chịu nữa. Sản phẩm này tôi mua với giá là 68.000 đồng. Nhìn nó như cái muỗng bình thường thôi. Có điều là ở phần muỗng có thiết kế thêm một cái lồng chắn ở đây. Giờ thì để có thể thử nghiệm xem nó có hiệu quả hay không thì ta cần phải có canh váng mỡ. Yên tâm là tôm chơi lớn luôn. Tôm đã chuẩn bị đồ để nấu một nồi mì gà với đầy đủ gia vị. Và đặc biệt là sẽ phải cho thật nhiều dầu hơn để nhìn cho nó dễ nhá. Cơ chế hoạt động của chiếc muỗng này thì nó vô cùng đơn giản. Múc một thìa đầy nước hỗn hợp, dầu nhẹ hơn nên sẽ nổi lên trên. Ta chỉ cần chắc hết phần nước dùng ở dưới đi, để lại lớp dầu ở bên trên đem đổ sang một bát khác. Cứ như vậy vài lần là ta đã lọc được một bát mì thơm ngon với không quá nhiều dầu mỡ rồi. Đấy, mọi người xem này. Ok nhá. Muỗng lọc dầu đơn giản mà hiệu quả, xứng đáng là món đồ có trên mọi căn bếp. Cái gì cơ? Đũa phát sáng á? Ảo thế nhờ. Đũa phát sáng, chẳng lẽ lại là đũa thần sao? Nhìn nó trong suốt mà. Cái phần này là bằng nhựa, mình sẽ rút cái chắn pin này ra, chạy bằng 3 pin cúc mọi người ạ. Và khi mình ấn cái nút ở đầu này. Ôi trời ơi, nhưng mà thực sự là tôi vẫn chưa biết là người ta sáng tạo ra cái đũa này để làm cái gì. Để làm light stick đi quẩy à? Hay là để gắp trong màn đêm? Vào trong tối cái, đẹp thật sự luôn. Bây giờ mình thử xem cái đũa này có dùng để rán nấu được hay không nhá. Cũng khá là mượt đấy chứ. Nhưng mà bởi vì cái đũa này bằng nhựa cho nên là cũng nói thật là chả nên dùng để nấu ăn. Chứ không nhựa nó chảy ra cũng hơi nguy hiểm. Ai à, nó cái đèn led của nó rất là sáng luôn ấy. Kiểu như là nếu như là nhà nào dùng bếp ga đang rán trứng xào rau nó hết điện thì chả phải bật flash điện thoại lên, vẫn có thể rán nấu được bình thường. Và kết quả sau khi rán nấu này mọi người, mặc dù là nhiệt độ chảo rán cực kỳ là cao nhưng mà không có dấu hiệu chảy một xíu nào luôn. Được đấy, 10 điểm. Ngày hôm nay tôi sẽ cân những thứ mà chưa ai từng cân. Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ cân khô gà, hạt đậu, quả cuốt, tim, ép tỏi và một
củ hành, một cái thìa cân nhà bếp hay còn gọi là cân tiểu ly. Thìa này chạy bằng pin nhá. Khi lắp pin vào thì màn hình LED nó sẽ hiển thị thông số ở trên đây nhá. Nó cân được từ những thứ rất là nhẹ, cho nên là chỉ cần khẽ vẩy tay là chỉ số nó đã nhảy loạn xạ lên rồi. Một quả quất thì nặng bao nhiêu? 37.5 gram nhân 4. Bốn quả này thì nó rơi vào gần 145 gram đấy. Một quả pin tiểu nặng bao nhiêu? 79.5 gram. Một hạt đậu nặng bao nhiêu? Chỉ số nó không thèm nhảy em mọi người. Thì 10 hạt đậu đi. 10 hạt đậu thì sẽ là 11.5 gram. Một củ hành 53 gram. Một tép tỏi 43.5 gram. Thế thì một miếng khô gà nặng bao nhiêu? 14.5 gram. Những ai kỹ tính về chuyện nhà bếp, muốn chia những định lượng dinh dưỡng rõ ràng thì chiếc thìa này là không thừa đâu, mà cực kỳ quan trọng đấy nhá. Ok. Thách tôm làm được 3-4 món trong cùng một lúc. Ôi bạn ơi, bạn thách thì tôi xin thưa, 4 món hay là 40 món vẫn cứ là ok nhá. Tiện thể thì order về luôn cái chảo 4 ngăn nhỏ xinh có kích thước là 18x18x2cm này. Nó có cân nặng là 0.5kg và tay cầm tách rời, nhìn khá là sang xịn mịn, lớp chống dính được phủ dày nữa. Ok, và bây giờ là đến cái phần món ăn nhá. Hôm nay sẽ là 4 món được xếp vào hạng cao lương mỹ vị. Đó chính là rồng xanh vượt đại dương, thịt khủng long xào hành, canh rau củ ngũ hành sơn và trứng chim phượng ốp la. Nếu như tài sản của bạn không sở hữu tầm vài chục nghìn tỷ thì đừng bao giờ mơ là sẽ được ăn những cái món như thế này. Cái chảo nhỏ này mà có võ phép đấy, bắt nhiệt rất tốt, lớp chống dính cũng tốt luôn. Chỉ duy nhất có một cái khuyết điểm là nó nhỏ quá. Giá kể, mỗi cái ô nấu của nó to như cái mâm thì tôi sẽ còn làm nhiều món hoành tá trang hơn. Cơ mà nhỏ nhí như vậy thì chỉ để chiên trứng hoặc là làm một số loại bánh thì phù hợp thôi. Và quay trở lại với những cái món ăn ngày hôm nay nhá, tôm sẽ bóc giá thành của chúng nó cho mọi người trầm trồ chơi. Món rồng xanh vượt đại dương có giá là 9.1 tỷ, thịt khủng long xào hành có giá là 18 tỷ, canh rau củ hoa quả sơn có giá là 8 tỷ, trong khi đó 7.5 tỷ là tiền thuê ngộ không đi ship. Đặc biệt trứng phượng hoàng có giá là 100 tỷ, mà nếu muốn ăn ấy, phải đặt trước cả 2-3 năm mới có cơ. Trước khi đến phần thưởng thức thì chúng ta cần phải đi rửa cái chảo đã. Trộm vía là chảo này vệ sinh rất dễ, chỉ cần xả qua nước thôi đã thấy là sạch đến 80% rồi. Ok nhá. Ngon. Sao? Lần sau đừng có thách nha. Tôm ơi, tôm hãy review khuôn rán trứng cute xem nó có đúng như quảng cáo hay không. Đơn giản. Và một bộ khuôn như này thường sẽ có 4 cái, được làm từ inox với một số hình cơ bản như là ngôi sao này, cánh hoa này, hình tròn này, hình trái tim này. Cái mảnh ở giữa gắn nhựa xanh tròn tròn ở đầu ấy là nó có tác dụng giúp chúng ta di chuyển trong khi chiên trứng. Và giờ thì mọi người hãy cùng tôm đi thực nghiệm nhé. Chảo để dùng được cái loại khuôn này thì chắc chắn phải là lòng chảo phẳng. Đập trứng vào nào. Do khuôn với mặt chảo không thể khớp nhau 100% được nên có khá nhiều lòng trắng trứng bị tràn ra ngoài. Để có thể thành hình được thì mình phải cạo phần tràn ra ngoài và bỏ đi nhá. Vì khuôn nó nhỏ lên bề mặt trứng cộm lên, mặt dưới có cháy rồi thì bên trên vẫn chưa thể chín được. Nói chung ý là mặc dù có sự hỗ trợ của khuôn là thế, nhưng mà vẫn cần đến sự khéo léo của con người. Còn những ai mà vụng về như mình thì thành quả nó đây ạ. Và kết quả là đây. Còn mua hay không là tùy thuộc với tất cả mọi người. Còn tôm thì hôm nay tôm sẽ làm món bánh bao chiêu đãi cả nhà nhá. Vì vụng cái khâu tạo hình ý nên là tôm đã order về cái khuôn làm bánh bao thử xem có ok không. Nhìn nó như cái tòa sen ý nhở. Đây là tôm mua loại cỡ nhỏ, thấy không, chỉ cần rút ra rút vào phía phần dưới đế là cánh hoa sen nở ra rồi tụm vào, giúp những chiếc bánh được ôm sát vào nhau và có góc cạnh bánh đẹp mắt hơn. Chỉ cần ngặt bánh cho nhân vào rồi xoay xoay làm sao cho bột ôm trọn hết nhân bánh, sau đấy là đặt viên bánh vào giữa khuôn, rút phần đế cho cánh hoa trụm lại đấy. Thế là đã có một chiếc bánh có tạo hình rồi. Mặc dù cái hình này chả biết nó là cái hình gì. Nói thật tị là tôm vẫn thấy xấu. Thôi thì đương nhiên là không bằng được các bạn có hoa tay, nặng bánh giỏi. Mình mà vụng ý thì cứ mua cái đồ này về, nó không được 10 điểm nhưng mà nó cũng được tầm 6 điểm là ok rồi nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mọi người muốn tôm review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha.